Lại nữa, này thiện hiện, có đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp Bà La Mật Đa, thấy các hữu tình do nghiệp chướng xấu ác ở nơi đất lồi lõm không bằng phẳng, đồi gò khe hố, gai góc tùm dơ bẩn tràn lan, vân vân. Thấy vậy, đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình vĩnh viễn đoạn trừ các nghiệp chướng ác, được ở nơi đất bằng phẳng như lòng bàn tay, không có những sự cây cỏ nhấp nhúa rậm rạp. Sau khi suy nghĩ lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn không tham đắm, phải tu hành sáu pháp ba la mật đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn, và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí trong cõi Phật của ta, không có các nghiệp nhấp nhúa như vậy. Tất cả hữu tình được ở đất đai bằng phẳng, có vườn rừng ao hồ, các thứ hoa thơm đẹp, nhiều cảnh sắc màu chen lẫn rất là khả ái. Thiện hiện nên biết đại Bồ Tát ấy nhờ sáu loại Bà La Mật Đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp Bà La Mật Đa, thấy các hữu tình phước đức mỏng ít, ở nơi đất đai không có các chân bảo, chỉ có các loại gạch ngói, đất đá, vân vân. Thấy vậy, đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu giúp các loài hữu tình tội thì nhiều, phước lại ít này, được ở nơi giàu có chân bảo. Sau khi suy nghĩ lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn không tham đắm, phải tu hành sáu pháp ba la mật đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn, và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí trong cõi Phật của ta, không có các loài hữu tình có tội nhiều phước ít như thế, mà nơi đó có cát vàng ròng dài khắp nơi, chỗ nào cũng có các chân bảo đặc biệt như pha lê, lưu ly, vân vân, mặc dù luôn được hưởng thụ nhưng không đắm nhiễm. Thiện hiện nên biết đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp ba la mật đa này mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có đại Bồ Tát ấy tu đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy các hữu tình phần nhiều bị lệ thuộc, đắm chìm trong tham ái mà tạo ra nhiều nghiệp ác bất thiện. Thấy vậy, đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình bị lệ thuộc vào trong tham ái này, để họ vĩnh viễn xa lìa những lệ thuộc trong tham ái mà tạo ra những nghiệp ác bất thiện. Sau khi suy nghĩ lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn không tham đắm, phải tu hành sáu pháp Bà La Mật Đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn, và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí trong cõi Phật của ta, không có các loài hữu tình bị lệ thuộc vào trong tham ái mà tạo ra các nghiệp ác. Tất cả hữu tình không bị lệ thuộc vào sắc thanh vân vân, không chấp thủ của cải vân vân. Thiện hiện nên biết đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp ba la mật đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy các hữu tình có bốn chủng loại tôn quý thấp hèn khác nhau, đó là sát đế lợi cho đến thú đạt la. Thấy vậy, đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình này không còn có sự khác nhau giữa tôn quý và thấp hèn. Sau khi suy nghĩ lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn không tham đắm, phải tu hành sáu pháp ba la mật đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn, và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí trong cõi Phật của ta, không có sự khác nhau giữa bốn chủng loại tôn quý thấp hèn. Tất cả hữu tình đều cùng một hình sắc, hết thảy đều thuộc lớp người tôn quý. Thiện hiện nên biết đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp ba la mật đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy các hữu tình có sự khác nhau giữa các gia tộc thượng trung hạ. Thấy vậy, đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình không còn sự khác nhau giữa các gia tộc thượng trung hạ. Sau khi suy nghĩ lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn không tham đắm, phải tu hành sáu pháp ba la mật đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn, và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí trong cõi Phật của ta, không có sự khác nhau giữa các gia tộc thượng trung hạ. Tất cả hữu tình đều đồng một thượng phẩm.
Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp Ba La Mật Đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp Ba La Mật Đa, thấy các hữu tình có dung mạo đẹp xấu khác nhau. Thấy vậy Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình không còn có dung mạo đẹp xấu khác nhau như vậy? Sau khi suy nghĩ lại nguyện, ta sẽ siêng năng tinh tấn không tham đắm, tu hành sáu pháp Ba La Mật Đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta không có các loài hữu tình có dung mạo đẹp xấu khác nhau như vậy. Tất cả đều có màu vàng ròng trang nhã xinh đẹp, mọi người đều thích nhìn, thành tựu sắc thân thanh tịnh viên mãn tối thắng. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp Ba La Mật Đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp Ba La Mật Đa, thấy các hữu tình bị lệ thuộc vào ông chủ nên làm ra việc gì cũng không được tự do. Thấy vậy Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình được tự do? Sau khi suy nghĩ lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn không tham đắm, phải tu hành sáu pháp Ba La Mật Đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn, mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta, các loài hữu tình không có ông chủ, những việc làm đều được tự do, cho đến không thấy hình dáng của ông chủ, cũng không nghe đến tên của ông chủ. Chỉ có Như Lai ứng chánh đẳng giác dùng pháp để thống nhất, gọi là Pháp Vương. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp Ba La Mật Đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu tập đầy đủ sáu pháp Ba La Mật Đa, thấy các hữu tình có sự khác nhau giữa các cõi địa ngục vân vân. Thấy vậy Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình không còn có sự khác nhau giữa các cõi thiện ác? Sau khi suy nghĩ lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn không tham đắm, phải tu hành sáu pháp Ba La Mật Đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta không có sự khác nhau giữa các cõi thiện ác, cho đến không có tên các cõi ác. Tất cả hữu tình đều đồng một loại, cùng tu một nghiệp, nghĩa là tất cả đều cùng nhau tu hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ trong pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không, an trụ trong trần như cho đến cảnh giới bất tư nghị, an trụ vào thánh đế khổ tập diệt đạo, tu hành bốn niệm trụ, cho đến tám chi thánh đạo, tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu hành pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, tu hành tám giải thoát, cho đến mười biến xứ, tu hành bậc Đại Bồ Tát, tu hành pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, tu hành năm loại mắt, sáu phép thần thông, tu hành mười lực Như Lai, cho đến 18 pháp Phật bất cộng, tu hành Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, tu hành gieo nhân để được tướng hảo, tu hành pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, tu hành chính nhất thiết chỉ đạo tướng, chính nhất thiết tướng, tu hành các hạnh Đại Bồ Tát và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp Ba La Mật Đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp Ba La Mật Đa, thấy các hữu tình có bốn loại sanh khác nhau. Thấy vậy Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình không còn có bốn loại sanh khác nhau như vậy? Sau khi suy nghĩ lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn không tham đắm, phải tu hành sáu pháp Ba La Mật Đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn, mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta không có sự khác nhau của bốn loại sanh như vậy, tất cả hữu tình đều đồng một loại hóa sanh. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp Ba La Mật Đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp Ba La Mật Đa, thấy các hữu tình không có năm tuệ thần thông, làm việc gì cũng không được tự do. Thấy vậy Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình đạt được năm tuệ thần thông?
Suy nghĩ như vậy liền nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn không tham đắm, phải tu hành sáu pháp Bà La Mật Đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta, các loài hữu tình đều thành tựu đủ năm thần thông thù thắng. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp Ba La Mật Đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp Ba La Mật Đa, thấy các hữu tình ăn uống bằng đoạn thực, thân thể có các đại tiểu tiện và máu mủ hôi thối rất là nhàm chán. Thế vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình, làm cho trong thân không có dơ nhớp như vậy. Sau khi suy nghĩ lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn không tham đắm, phải tu hành sáu pháp Ba La Mật Đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta, các loài hữu tình chỉ đồng thọ dụng thức ăn bằng pháp hỷ lạc vi diệu, thần của họ thơm khiết, không có các thứ nhơ nhớp. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp Ba La Mật Đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp Ba La Mật Đa, thấy các hữu tình sống thiếu ánh sáng, khi làm việc gì đều phải tìm đèn đuốc. Thế vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình xa lìa sự thiếu ánh sáng như vậy. Sau khi suy nghĩ, lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn không tham đắm, phải tu hành sáu pháp Ba La Mật Đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta, các loài hữu tình thân thể đều có đủ ánh sáng, chẳng nhờ bên ngoài chiếu vào. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp Ba La Mật Đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có hơn Đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp Ba La Mật Đa, thấy các hữu tình ở đêm ngày một tháng hoặc nửa tháng bị thời tiết xấu thay đổi bất thường. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình, khiến cho chỗ họ ở không có sự thay đổi thời tiết của ngày đêm. Sau khi suy nghĩ lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn không tham đắm, phải tu hành sáu pháp Ba La Mật Đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta không có thời tiết và tên của ngày đêm một tháng nửa tháng. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp Ba La Mật Đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp Ba La Mật Đa, thấy các hữu tình tuổi thọ ngắn ngủi. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình xa lìa tuổi thọ ngắn ngủi như thế. Sau khi suy nghĩ lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn không tham đắm, phải tu hành sáu pháp Ba La Mật Đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta, các loài hữu tình tuổi thọ lâu dài, kiếp số cũng khó biết được. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp Ba La Mật Đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp Ba La Mật Đa, thấy các hữu tình không có tướng tốt. Thế vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình được tướng tốt đẹp. Sau khi suy nghĩ lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn không tham đắm, phải tu hành sáu pháp Ba La Mật Đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta, các loài hữu tình đều có đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp trang nghiêm viên mãn, hữu tình nào thấy đều phát sanh lòng hoan hỷ thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp Ba La Mật Đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp Ba La Mật Đa, thấy các loài hữu tình thiếu các căn lành. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình giúp cho đầy đủ căn lành. Sau khi suy nghĩ lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn không tham đắm,
Phải tu hành sáu pháp ba la mật đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn, và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta, các loài hữu tình, tất cả căn lành đều được hoàn hảo, thù thắng, thành tịnh. Nhờ căn lành này mà đem những vật cúng dường thượng hạng để cúng dường chư Phật. Nương nhờ phương lực này mà sanh nơi nào cũng có thể cúng dường chư Phật Thế Tôn. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp Ba La Mật Đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có hơn Đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp Ba La Mật Đa, thấy các hữu tình thân tâm bị bệnh hoạn, thân bệnh có bốn là gió nóng đàm và các bệnh lẫn lộn khác, tâm bệnh cũng bốn là tham sân si và mạn. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình thân tâm hết bệnh khổ? Sau khi suy nghĩ, lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn không tham đắm, phải tu hành sáu pháp ba la mật đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta không có các loài hữu tình thân tâm bị bệnh khổ, cho đến không có cái tên bệnh của thân tâm. Thiện hiện nên biết.